Để bắt đầu tôi sẽ tạo một content type và tôi sẽ đặt tên nó là Note Item. Và tôi sẽ tắt hết những chức năng này đi. Ở đây tôi sẽ giữ cho nó mặc định gồm có fill title và fill body. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một view cho content type này. Tôi sẽ đặt tên view là đây tôi sẽ chọn Content Note Item. Đây tôi sẽ chọn format là HTML list, teaser và withdraw link, withdraw comment. Tôi sẽ cho nó show tất cả. Tôi sẽ đặt lại class cho cái view này. Isaac. Sale lại. Tiếp theo ta sẽ vào thử cái view này, cái bay này. Hiện tại nó chưa có dữ liệu thì tôi sẽ add một vài cái item cho nó. Tôi sẽ vào lô quen đây là những dữ liệu mẫu để test thôi. Chúng ta khi mà chúng ta không nghĩ ra cái gì để gõ thì chúng ta có thể sử dụng cái đó. Các bạn thấy là nó đã hiện hai cái nốt ở đây mình vừa mới tạo. Tiếp theo tôi sẽ tạo một cái form ở đây như lúc đầu video các bạn đã thấy. Thì để làm chuyện này tôi sẽ tạo một cái module module thì nó sẽ có hai file đó là Isaac. Node.isaac.info là file mà chúng ta sẽ định nghĩa lên cái module. Thì ở đây ta sẽ có name, tên module là Node.isaac.info.
Ở đây thì tùy các bạn muốn đặt như thế nào thì đặt. Description. Version. Đây là version của module của chúng ta. Như vậy là chúng ta đã khai báo xong một cái module, thì sau khi vào trên module các bạn sẽ nhìn thấy module này. Đây, tôi sẽ mở module này lên và đầu tiên tôi sẽ tạo ra cái form ở đây. Để tạo ra một cái form trong Drupal 7 thì ta sẽ dùng function, đó là khai báo một cái form. Trong đây thì ta có form sẽ bằng array. Đầu tiên thì ta sẽ có field title, đó là ta sẽ khai báo một cái form và array form và title, là type của nó là text field title của nó sẽ là title of tiếp theo. Ta sẽ có một một dòng một đoạn văn bản ở đây, thì ta sẽ khai báo một cái bản nữa, đó là body. Sẽ là text area. Và trong cái form này nó sẽ có một cái button để submit. Đối với button thì ta sẽ có value của nó. Cuối cùng là return form. Để gắn form này vào trong bay này thì tôi sẽ sử dụng một hook của Drupal, đó là hook bay prepose. Ta sẽ có
module và reset by và để xem nó đã đúng chưa, nó đã chạy vào cái hút này chưa thì tôi sẽ kiểm tra. Chúng ta sẽ clear kit để cho cái hút này nó chạy. Và bạn thấy là cái hàm momo thì nó đã chạy rồi. Và tiếp theo ta sẽ kiểm tra xem nó có vào, kiểm tra xem hiện tại có phải là trang, có phải là đang vào trang này không. Nếu mà vào trang này thì ta sẽ add cái form vào. Thì ở đây ta có là ARG này, tức là argument của bay. Argument ở đây bạn thấy mình đang vào, sorry, ở đây các bạn thấy mình đang vào một cái bay là view not item, thì ta sẽ có argument argument không view node item. Rồi, bạn thấy là nó đang ở trang này. Nếu mà qua trang khác thì nó sẽ không có chạy cái hàm Rumo này. Đấy, thì cái trang khác nó sẽ có một cái argument khác. Tiếp theo ta sẽ làm gì? Ta sẽ chèn cái form mới tạo vào trong cái bay này, và sẽ ta sử dụng variable bay system name form nó sẽ bằng Google render Google get form. Trong hàm Google get form này thì ta sẽ bỏ cái tên hàm của cái form ta tạo vào trong này. Chưa hiện. Ở đây tôi thiếu, ở đây là markup. Đây các bạn thấy. Hoặc là ở đây ta sẽ không sử dụng cái markup này, mà ta sẽ để cho Google nó tự render ra cái form. Sẽ đưa nó lên trên đầu ha. Để đưa nó lên trên đầu thì ta sử dụng array unship for
sẽ bằng tiếp theo ta sẽ add một add implement cho cái form này để nó add được cái node. Thì ở đây ta sẽ thêm vào đây một cái Ajax. Rồi list sẽ bằng đây là chọn array comment, tức là function mà nó mà cái lúc này nó sẽ gọi, đó là ta sẽ bảo một cái function thì ở đây các bạn thấy cái function nó sẽ tên nó sẽ giống như là comment. Và nó đã có Ajax rồi nhưng mà chúng ta chưa có xử lý gì hết, thì tiếp theo ta sẽ xử lý cho cái form này. Ở đây có nghĩa là sau khi các bạn bấm vô cái nút submit thì nó sẽ chạy vào cái form này, nó làm việc. Thì ở đây ta sẽ kiểm tra nếu mà form get error, tức là nếu mà không có lỗi thì ta sẽ tạo ra một cái nó này. Title sẽ bằng form state input title. Ở đây các bạn thấy là tôi sẽ để cho cái title của nó sẽ bằng form state input title. Ở đây tôi sẽ remove ra cho các bạn xem cái cấu trúc của form state.
thì để đi debug cái này thì các bạn không thể nào mà để trong Isaac được, tại vì Isaac nó chạy ngầm chúng ta không thể thấy được. Ta sẽ add một cái submit và ở đây ta sẽ dùng die để nó hiện ra lỗi. Submit các bạn thấy là nó sẽ chạy vào đây và nó sẽ die, thì ở đây ta sẽ xem được cấu trúc của cái form state input và đây là giá trị của các cái field. Tiếp theo thì ta sẽ để lại như cũ và state body state input body thì theo ta sẽ save cái form này lại, save cái node này lại. Submit nếu mà user bấm vào submit thì ta sẽ chạy vào hai Isaac này và ta sẽ tạo ra một cái node mới và ở đây tôi thiếu một cái nữa đó là node trỏ chai sẽ bằng, đây là cái content type mà lúc nãy tôi đã tạo, nó là node item. Đây nó item, ta sẽ để cái margin name của nó vào trong node type. Thử xem nào, quay tầm 3 bạn thấy là sau khi tạo xong nó, sau khi chạy xong nó đã tạo ra một cái item 3 ở đây. Ta có thể vào trong admin để ta kiểm tra. Nếu mà chạy một lần nữa thì nó sẽ tạo ra thêm một cái node nữa. Author thì hiện tại nó chưa lấy được author. Tôi sẽ cho nó UID. Biến user global này tức là sau khi một user đã đăng nhập vào trong Google 7 thì nó sẽ lưu vào
biến user global này, ta sẽ cho nó UID của cái node này là UID của user đang đăng nhập. Bạn thấy là item 5 thì nó đã lấy được cái user này rồi. Tiếp theo, sau khi mà đã post được một cái đã lưu được một cái node thì ta sẽ làm tìm cách để relay nó vào trong đây. Ta sẽ add nó vào trong cái view ở dưới này. Đây ta sẽ có là nếu mà lưu được nếu mà đã lưu được cái node này rồi thì ta sẽ biết cái view của cái node này. Ta sẽ trả về một cái comment. Trong ngành Async Command Reband này nó sẽ có chức năng là khi mà bạn gọi nó thì nó sẽ prevent một cái đối tượng HTML vào một cái đối tượng HTML nào đó, như là trong jQuery. Tôi sẽ cho các bạn xem, đó là node view bằng đầu tiên ta sẽ render cái node view này ra thành một cái HTML. Ở đây là selector thì ta sẽ cho nó vào trong cái view này. View này nó có class view node item Isaac, và nó sẽ select cái UL. Đây sẽ là tâm xấu và ở đây là tìm một đoạn test vẫn chưa thấy điều gì xảy ra, có lẽ là lỗi ở đâu đó. Ồ, đây là thiếu một dấu thăng nữa. Ta sẽ xem
các bạn thấy là nó đã prepend vào cái view rồi. Tôi sẽ cho các bạn xem một cái cách làm khác. Trước tiên thì chúng ta sẽ add một cái file JS vào. Function library for ở đây hình như còn thiếu đó là function chúng ta sẽ include cái file JS này vào trong cái bay mà chúng ta vừa tạo ra đó là trouble get JS trouble get path module node cái xác từ một JS và node cái xác dot JS. Đây có một cái option đó là file là file scope header okay. Như vậy là ta đã include được cái file JS vào và sau đây ta sẽ viết số thứ trong đây đó là ta sẽ khai báo một cái function của jQuery. Thì ở đây tôi sẽ khai báo một cái function đó là prepend node view. Trong trong function này tôi sẽ sau khi submit thì tôi sẽ prepend một cái node HTML vào trong cái view ở dưới này. Ở đây ta có là command, ta sẽ sử dụng một cái async khác, async command khác đó là async command invoke. Đầu tiên là selector thì cũng giống như ở trên đó là cái view, cái class của view và chọn tới cái UL. Thì cái này các bạn phải tìm hiểu, nếu mà các bạn chưa biết thì các bạn phải tìm hiểu về jQuery thì nó rất là dễ.
Function theo là function, ta sẽ chọn cái phần, ta sẽ lấy cái tên của function này và get email. Ở đây tôi sẽ cho các bạn xem là nó sẽ gọi cái hàng prevent no view này. Ở đây tôi sẽ alert ra là một. Có gì đó sai rồi thì ta sẽ check lại, đó là Isaac command invoke. Hình như tôi đã thiếu ở đây đó là array. Tôi sẽ giải thích lại cho các bạn Isaac command invoke này, đó là nó sẽ có ba cái argument. Đầu tiên là selector, selector của cái một cái đối tượng HTML trên website. Thứ hai đó là tên của cái hàm jQuery nó sẽ thực thi, và thứ ba đó là các cái argument để gọi tới cái hàm jQuery này. Thì jQuery này, hàm jQuery này tôi định nghĩa ở đây, và argument nó là nó có một cái argument là node HTML. Thì ta sẽ xem sau khi gọi thì nó sẽ alert ra là một. Các bạn thấy là nó đã chạy đúng như chúng ta muốn rồi. Tiếp theo là ta sẽ prevent nó vào. Bạn thấy là nó đã chạy rồi. Đấy. Thì ở cái Isaac command invoke này thì nó tiện ích một cái là nó tiện lợi cho chúng ta, là nếu mà chúng ta đã thực hiện xong cái lệnh submit này thì ta sẽ làm nhiều thứ. Ví dụ như ta sẽ prevent cái node này vào, ta có thể là ẩn hiện một cái gì đó đi, hoặc là hiện lên một cái pop-up là bạn đã add thành công. Và tiếp theo là ta sẽ trang trí một chút xíu cho cái form này. Thì ở đây ta sẽ có action.
ta sẽ có thêm hai cái nút ở đây, và ta sẽ bao cái này lại vào một cái div là container. Edit container form này là ID là form not exact add. Ta sẽ cho cái phần ở trong này nó ẩn đi. Ta sẽ đặt một cái đặt cho những cái nút này cái class thôi. Submit đây, tôi sẽ đặt cho ba cái nút này mỗi nút một cái class là submit, cancel và add, thì ta sẽ xem nó sẽ hiện ra bên ngoài. Đây là class action submit, action cancel và action add. Thì đầu tiên ta sẽ cho cái form ẩn đi, nút nút submit ẩn đi, action submit. Nút cancel ẩn đi. Khi click vào nút Add Node này thì nó sẽ hiện ra form Action Add Node Click. Đây là cái form nó sẽ show ra slide down tốc độ đó là fast và comment. Sau khi slide, sau khi hiện cái form ra thì ta sẽ cho hai cái button này nó sẽ hiện lên.
tí. Ở đây thì khi bấm vào cái nút nó sẽ submit form, cho nên ta sẽ đặt một cái lệnh return form. Và khi mà hiện form ra thì ta sẽ ấn cái nút add node đi. Và sau khi bấm cancel thì nó sẽ đóng form lại, cũng tương tự như đoạn code ở trên. Cancel. Action. Cancel, add, cancel. Tôi sẽ kết thúc cái video này ở đây và hẹn gặp lại các bạn. Trong bài sau ta sẽ làm một số cái nút xóa những cái item này đi, và xóa bằng cũng giống như là add vào thì ta sẽ xóa bằng Isaac. Tạm biệt các bạn.